Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số những mẫu xe sắp được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Mở đầu cho danh sách, chúng ta sẽ đến với những thông tin của chiếc Honda Civic mới. Honda Civic thế hệ thứ 11 đã xuất hiện tại nhiều nước Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan. Việt Nam sẽ là thị trường tiếp theo trình làng mẫu sedan này. So với thế hệ cũ, Civic 2022 đã có nhiều sự thay đổi. Thiết kế kiểu dáng thể thao đã được thay bằng đường nét mềm mại, thanh lịch, mang tính sedan nhiều hơn. Sức mạnh của Honda Civic 2022 đến từ động cơ 4 xi lanh 1.5 lít VTEC Turbo. Cỗ máy này sản sinh công suất cực đại 178 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cao nhất là 240 Nm tại 1.700 cho đến 4.500 vòng trên phút. Honda Civic thế hệ thứ 11 tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan và có giá quy đổi dự kiến từ 682 triệu đồng. Cũng trong phân khúc sedan hạng C, đầu năm 2022, phân khúc này vừa chào đón thêm thành viên mới, đó là mẫu MG5. Thực tế, mẫu xe này đã được MG Việt Nam ra mắt trong thời gian vừa qua, với mức giá dự kiến là 585 triệu đồng. Tuy nhiên, vẫn cần thêm một thời gian nữa thì MG5 mới được mở bán chính thức. Nói về thiết kế, MG5 có ngoại hình khá bắt mắt, mang phong cách thể thao với kiểu dáng đuôi xe coupe. Bên trong khoang cabin, xe cũng mang phong cách thể thao và sở hữu nhiều tính năng đáng chú ý, như màn hình trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, điều hòa tự động kèm với cửa gió phía sau, phanh tay điện tử có chức năng Auto Hold và cửa sổ trời. MG5 sử dụng động cơ 1.5 lít kết hợp với hộp số vô cấp CVT giả lập 8 cấp cho công suất đầu ra 112 mã lực. Mô men xoắn cực đại 150 Nm tại 4.500 vòng trên phút. Tốc độ tối đa mà MG5 có thể đạt được đó là 180 km/h. Sức mạnh này khá tương đồng với đối thủ là Mazda 3, nhưng hụt hơi khi đứng cạnh Kia Cerato hay Honda Civic. Một mẫu sedan cỡ C khác cũng có mặt trong danh sách, đó là Toyota Corolla Altis. Hồi đầu tháng 2 năm 2021, thế hệ mới của Corolla Altis đã đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Thế nhưng trong năm 2021 thì vẫn không thấy Corolla Altis trình làng, dù rằng bản cũ liên tục được đại lý ưu đãi giảm giá sâu trong nhiều tháng, có thời điểm mức giảm giá lên tới 80 triệu đồng. Đến cuối tháng 7 năm 2021, Toyota Corolla Altis bất ngờ xuất hiện tại đại lý, nhưng đáng tiếc đó là xe nhập khẩu từ Trung Đông, dùng để phục vụ cho đại sứ quán. Điều này không khỏi khiến cho nhiều người tiếc nuối, bởi thế hệ mới của mẫu sedan hạng C này được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA, tương tự với mẫu xe Toyota Camry. Thiết kế của xe cũng có phần trau chuốt và hiện đại hơn, cùng với đó là gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense. Song song với đó, người anh em cùng nhà với Altis là chiếc Toyota Veloz cũng được nhắc đến. Với việc Toyota vừa cho ra mắt mẫu Avanza 2022 và Veloz 2022 tại Indonesia trong tháng 11 vừa qua, thế nên có thể dự đoán phân khúc MPV tại thị trường Việt Nam sẽ xuất hiện thêm một cái tên mới. Vẫn chưa biết là liệu Toyota có giới thiệu Avanza mới hay không, cũng có thể là mẫu xe này sẽ được thay thế bằng Veloz tại thị trường Việt Nam, với sức cạnh tranh mạnh hơn để đấu với các đối thủ như là Mitsubishi Xpander hay là Suzuki XL7. Toyota Veloz 2022 có thiết kế ấn tượng, phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn nan kim cương, khá giống với các mẫu Lexus. Nội thất của Toyota Veloz cũng được cải tiến khá nhiều về mặt trang bị lẫn độ thoải mái. Toyota Veloz dùng động cơ 1.5 lít tương tự với các bản Avanza G, công suất 106 mã lực và mô men xoắn 140 Nm, hộp số CVT hoặc số sàn 5 cấp. Một đại diện đến từ Mỹ đó là chiếc Ford Territory cũng được cho là sẽ ra mắt trong thời gian tới. Mất rất nhiều thời gian để chờ đợi việc Ford Việt Nam đưa về mẫu xe Escape nhưng bất thành. Nhiều khả năng là hãng xe Mỹ sẽ thay thế bằng một cái tên khác là Ford Territory. Trong năm 2021 thì một số đại lý đã từng thông báo nhận đặt cọc mẫu Territory với giá bán dự kiến khoảng hơn 700 triệu đồng, nhưng đến nay vẫn chưa thấy bóng dáng của mẫu C-SUV này trên thị trường.
Thế nên nhiều khả năng Ford Territory sẽ dời thời điểm ra mắt thị trường Việt Nam sang năm 2022. Về mặt thiết kế, Ford Territory có thiết kế mạnh mẽ và góc cạnh hơn so với Escape. Tuy nhiên, nội thất bên trong vẫn chưa được tiết lộ. Mẫu xe này sẽ là đối thủ cạnh tranh với những mẫu crossover hạng C đang rất đắt khách tại thị trường Việt Nam như Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson, v.v. Mẫu xe này sẽ là đối thủ cạnh tranh với những mẫu crossover hạng C đang rất đắt khách tại thị trường Việt Nam hiện nay như Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson, v.v.